Bây giờ là sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020, tức là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020. Mình ra mình nhìn thấy cây bưởi diễn nhà mình nó bị gãy các bạn ạ. Sang năm rút kinh nghiệm, khi nó sai quá chúng ta tỉa bớt đi. Tỉa bớt nó có mấy mục đích như sau: thứ nhất, hạn chế sai, nó vừa phải thì quả nó sẽ to đẹp hơn, và tỉa những quả méo, quả đôi, quả ba, chỉ để một quả sao cho nó vừa thưa thoáng, nó vừa phải thôi, không nên quá sai. Khi sai quá mình nhìn nó thích mắt thật nhưng chưa hẳn có hiệu quả, bởi vì giá trị thương phẩm quả bồng nó, quả bưởi mình nó nhỏ hoặc nó xấu, cho nên chúng ta phải tỉa những quả xấu, quả méo, quả bị xấu mã, vân vân. Đây, nhà mình nó sai quá các bạn ạ. Nó gãy hết cả cành, nó gãy mất rồi. Đây, cái bưởi mình nó sai quá, nó gãy mất. Các bạn nhìn này. Cũng chỉ vì tham các bạn ạ. Tham thì thâm, bây giờ gãy thì chưa ăn được. Ăn thì chưa ăn được, mà để không biết có ổn không, mà bây giờ gãy ở trên, gãy hỏng hết rồi. Cây bưởi này mấy năm nay năm nào cũng thế các bạn ạ, sai sai gãy là cành như này. Đây, nó gãy một cành to bằng cổ tay, tầm 6 phân. Đấy, tầm 6 phân các bạn ạ, phí quá. Sang năm rút kinh nghiệm, năm nay mình gãy khá nhiều bưởi, một số cây bưởi hoàng cũng thế, cũng gãy. Bên kia là cây bưởi hoàng cũng bị gãy các bạn ạ. Đấy, nó gãy nằm hết xuống kia rồi, cũng rất sai. Đấy, gãy phí quá. Vậy hai cành, ba cành các bạn ạ, hai cành điện một cành, bây giờ quả rơi lùng rụng đống dưới kia. Thôi, ghi lại một chút hình ảnh vừa chia sẻ với các bạn, còn phương pháp làm sao cho hiệu quả nhất, không nên quá tham các bạn ạ. Chào các bạn nha. Mình đang video đây. Thời điểm mình quay video là 6 giờ 17 phút thứ 6 ngày 28 tháng 8, tức ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, lao động có hiệu quả.